Sau đây thì mình còn sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mang khi mà mua những cái cây cau giống như này về rồi thì các bạn trồng như thế nào. Thứ nhất là đầu tiên là các bạn xé cái bầu đen này ra để cho nó cái rễ của nó sẽ dễ dàng tiếp xúc được với phía đất ở ngoài. Thứ hai nữa là sau khi trồng xong thì các bạn rắc cái hỗn hợp của giò đun bằng rơm cộng với cả phân lâm thao, và đặc biệt là chú ý chúng ta rắc cách gốc khoảng tầm 20 phân. Mục đích của rắc cách ra để cho nó khỏi thối rễ, thối. Sau đấy thì vài hôm một lần, để khi mà các bạn cảm thấy bề mặt của cái đất trồng nó hơi khô hanh hanh, kiểu như thế này ạ. Đây là khô hanh hanh bạc bạc ấy, thì là chúng ta sẽ tưới thêm, nhưng mà đặc biệt là tưới nước lã nhé. Sau một tháng đến một tháng rưỡi ạ, thì cách 15 ngày thì chúng ta sẽ tưới một lần cái phân NPK Vinh Thanh ạ. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy ở trên cái hình ảnh ấy, thì là cái bao bì của cái phân NPK Vinh Thanh mà nhà mình hay dùng ạ. Thì cái cây nó sẽ rất là xanh, mướt, đẹp và tươi tốt ạ. Nếu các bạn cảm thấy cái video của mình hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh của mình để sớm nhận được các cái chia sẻ của nhà vườn về cách trồng, chăm sóc từng loại cây, loại hoa. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nếu các bạn muốn mua cái cây giống của cái cây cau lùn ạ, thì vui lòng liên hệ 0977973535 hoặc là truy cập website mua hàng đặt hàng tại website www.hulatree.com ạ. Cảm ơn các bạn nhiều.